Vòng xoáy căng thẳng giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố tập trận gần Hoàng Sa, quyết đánh bại Mỹ trên Biển Đông, Mỹ duyệt bán pháo tự hành cho Đài Loan. Trước những diễn biến căng như dây đàn này, Đài Loan tiếp tục trở thành kẻ thứ ba khó ưa. Theo đánh giá của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, thì hòn đảo chính là một điểm xung đột tiềm tàng, khiến cho quan hệ của hai siêu cường quốc từ hợp tác sang đối địch và cạnh tranh. Lập tức, Đài Loan đáp trả cáo buộc này, nhấn mạnh rằng hơn ai hết, hòn đảo mới chính là khu vực mong muốn có được hòa bình nhất. Tại Nga, sau khi hay tin Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử Hạ viện, đại diện Nga mỉa mai có hay không cũng không có ý nghĩa gì. Trong khi đó, có thông tin cho rằng chính phủ Venezuela chuẩn bị thương lượng song phẳng với phe đối lập. Tại Trung Đông, Tổng thống đắc cử Iran chú trọng quan hệ với các nước láng giềng. Một ngày sau khi ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên tại Myanmar, Nhật Bản bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình. Không phải Trung Quốc hay Ấn Độ, Nhật Bản mới là nước có không quân mạnh nhất châu Á. Các thông tin đáng chú ý khác, Vương quốc Anh hậu Brexit ngày càng thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á. Úc thành lập quỹ bồi thường trị giá 280 triệu đô la cho thế hệ bị đồng hóa từ cuối thế kỷ 19 đến cuối những năm 60 của thế kỷ trước, mà theo đó, những đứa trẻ thổ dân bị tách khỏi cha mẹ của mình để đưa vào các trại giáo dưỡng, trại trẻ mồ côi, cơ sở tôn giáo hoặc gia đình người da trắng. Tại Mỹ, ông Trump sắp ra mắt thẻ Trump cho fan cuồng. Nghệ sĩ Syria vẽ tranh tường để động viên Thổ Nhĩ Kỳ sau hàng loạt trận cháy rừng. Tất cả những diễn biến này sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, đây là FBNC Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay với thông tin hôm thứ Năm ngày 5 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan MOFA cho biết việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan là lợi ích của cộng đồng toàn cầu và Đài Loan sẽ nỗ lực làm việc với các nước, các quốc gia cùng chí hướng để có thể đảm bảo sự ổn định trong khu vực này. Các bình luận của Bộ nhằm đáp lại tuyên bố của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về quan hệ Mỹ-Trung và những động thái gần đây ở eo biển. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh ASPET vào ngày 3 tháng 8, ông Lý nói rằng quan hệ của Washington với Bắc Kinh đã thay đổi từ một liên minh hợp tác sang quan hệ đối địch và cạnh tranh hơn. Ông nói thêm rằng Đài Loan chính là một điểm xung đột tiềm tàng. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh ASEAN vào ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói về quan hệ Mỹ-Trung và những động thái gần đây ở eo biển Đài Loan. Ông Lý cho rằng quan hệ của Washington với Bắc Kinh đã thay đổi từ một liên minh hợp tác sang quan hệ đối địch và cạnh tranh. Ông nói thêm rằng Đài Loan chính là một điểm xung đột tiềm tàng. Vào tối ngày 5 tháng 8 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Yoan U cho biết, bà ghi nhận những lo ngại của ông Lý về tình hình eo biển và sự ổn định trong khu vực. Bà cho biết trong những năm gần đây, Trung Quốc tiếp tục tham gia vào chính sách ngoại giao chiến lan, chiến thuật vùng xám, chiến dịch thông tin sai lệch và chiến tranh hỗn hợp. Bà cho biết Bắc Kinh cũng đã sử dụng vaccine COVID-19 như một công cụ ngoại giao để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và thay đổi trật tự thế giới. Ngoài ra, bà U cũng cho biết các hành động của Trung Quốc nhằm phá hoại hòa bình và an ninh khu vực đã trở thành mối quan tâm lớn trong cộng đồng quốc tế. Bà chỉ ra rằng Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ và bảo vệ nền dân chủ của mình, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước cùng chí hướng để duy trì hiện trạng ở eo biển. Người phát ngôn nói thêm rằng Đài Loan rất yêu dân chủ và tự do, ủng hộ nhân quyền và pháp quyền. Chính quyền hòn đảo luôn tuân thủ cách tiếp cận tập trung vào hòa bình và có đi có lại dân chủ và đối thoại khi xử lý các mối quan hệ xuyên eo biển. Vừa qua, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tuyên bố không cử các quan sát viên đến Nga để giám sát cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới do những hạn chế về số lượng mà chính quyền Nga đưa ra. Lập tức, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga mỉa mai, dù sao đi nữa thì Nga cũng muốn khẳng định rằng sự hiện diện hay vắng mặt của các quan sát viên ODIHR đều không thể định đoạt được tính hợp pháp của cuộc bầu cử này. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE mới đây đã ra tuyên bố không cử các quan sát viên đến Nga để giám sát cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới do những hạn chế về số lượng mà chính quyền Nga đưa ra. Giám đốc văn phòng các định chế dân chủ và nhân quyền của OSCE, Matteo Mercati đáp lại: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc, kế hoạch giám sát cuộc bầu cử sắp tới ở Nga sẽ không thể thực hiện được do nhà chức trách Nga kiên quyết hạn chế số lượng quan sát viên mà chúng tôi có thể cử đi."
Trong một động thái liên quan, cùng ngày Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kostachev nói rõ quy định hạn chế số lượng quan sát viên dựa trên các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch. Bình luận về những quyết định trên, ông Kostachev nói, những quy định hạn chế số lượng được áp dụng cho tất cả các phái bộ quan sát mà không có ngoại lệ. Những quy định này chỉ dựa trên các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Vừa qua, Reuters đã dẫn nguồn tin từ Venezuela tiết lộ chương trình đối thoại giữa chính phủ nước này và phe đối lập nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này dự kiến sẽ được khởi động từ ngày 13 tháng 8 tại Mexico. Trong khi đó, thì hãng tin Sputnik đã dẫn lời thống đốc bang Miranda Hester Rodriguez, thành viên của phái đoàn chính phủ Venezuela, xác nhận chương trình đàm phán đã được ấn định để hai bên có thể thương lượng một cách sòng phẳng. Theo Reuters, thống đốc bang Miranda của Venezuela, ông Hector Rodriguez, đã xác nhận chương trình đối thoại giữa chính phủ nước này và phe đối lập nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này, dự kiến sẽ được khởi động từ ngày 13 tháng 8 tại Mexico. Ông Rodriguez bày tỏ hy vọng tất cả các đảng phái đối lập được mời sẽ tham gia cuộc đối thoại này. Theo ông Rodriguez, Venezuela cần tất cả các bên tham gia đồng thuận trong cuộc đàm phán về phương thức gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, được cho là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tổn hại cho đất nước, cũng như tìm cách cải thiện các dịch vụ công đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ những biện pháp đơn phương từ bên ngoài. Tuy nhiên, thống đốc bang Miranda cũng cảnh báo cuộc đối thoại lần này không nên có những điều kiện liên quan tới cuộc bầu cử địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay, bởi vì những điều kiện đó có thể sẽ dẫn tới một sự đổ vỡ. Còn tại khu vực Trung Đông vừa qua, Tổng thống đắc cử của Iran, ông Ebrahim Raisi, cho biết rằng là việc thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng là một trong những nguyên tắc chính trong chính sách ngoại giao của chính phủ của ông. Ông Raisi đưa ra phát biểu này tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nurdinjon Ismailov ở Tehran. Trang web chính thức của văn phòng Tổng thống Iran dẫn lời Tổng thống đắc cử Ebrahim Raisi rằng việc thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng là một trong những nguyên tắc chính trong chính sách ngoại giao và chính phủ của ông. Ông Raisi nhấn mạnh có vô số tiềm năng cho sự phát triển quan hệ giữa Iran và Uzbekistan trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Phát biểu này được ông Raisi đưa ra tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nurdinjon Ismailov ở Tehran. Về phần mình, ông Ismailov cho biết Uzbekistan mong muốn phát triển và tăng cường các mối quan hệ toàn diện với Iran, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế. Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS lần thứ 11 diễn ra vào tối 4 tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng đã bày tỏ ủng hộ hoàn toàn việc ASEAN bổ nhiệm một đặc phái viên tại Myanmar như một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu với báo giới sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á EAS, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhấn mạnh, đặc phái viên mới được bổ nhiệm, Ngoại trưởng thứ hai của Brunei ông Irwan Yusof, cần sớm bắt tay vào làm việc, hướng tới những kết quả cụ thể như đối thoại giữa tất cả các bên liên quan tại Myanmar. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định cam kết của Washington trong hỗ trợ các nước trong khu vực đối phó với đại dịch COVID-19, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và cùng phát triển khu vực tiểu vùng sông Mekong. Theo thông cáo báo chí ngày 4 tháng 8 của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời Ngoại trưởng Blinken, tái khẳng định Washington sẵn sàng trợ giúp các nước trong cuộc chiến chống đại dịch. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cũng nêu bật vai trò then chốt của hợp tác quốc tế trong cuộc đấu tranh với tội phạm mạng, đặc biệt là trong bối cảnh những vụ tấn công bằng mã độc tống tiền gia tăng trên toàn cầu. Trong khi Ấn Độ và Trung Quốc ra sức thể hiện tiềm lực trên không của nước mình, thì Mỹ tiếp tục vận hành lực lượng không quân mạnh nhất thế giới với các tiêm kích uy lực như F-22 Raptor, F-35 và một loạt các máy bay thiện chiến khác như F-15EX, F-16. Tuy nhiên, theo tờ Euro-Asian Times, Nhật sắp trở thành nước vận hành tiêm kích tàng hình F-35 lớn thứ hai sau Mỹ. Nước này cũng đang phát triển một máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Với tất cả điều này, Nhật đang phát triển thành nước có lực lượng không quân đáng gờm ở châu Á, có thể vượt qua cả Trung Quốc và Ấn Độ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nhật là một trong những nước chi tiêu quân sự lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đứng thứ 9 trong chi tiêu quân sự toàn cầu với 49,1 tỷ đô la. Nước này cũng xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng hỏa lực toàn cầu Global Firepower 2021 xét về các yếu tố trong tiềm lực quân sự, khả năng tài chính và hậu cần cũng như địa lý. That's
Theo tờ Telegraph, mới đây Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố Vương quốc Anh phải vươn ra ngoài các liên minh cũ ở phương Tây khi nước này chuẩn bị trở thành đối tác mới đầu tiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sau 25 năm. Lễ ký kết giữa Anh với 10 quốc gia thành viên ASEAN đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 theo hình thức trực tuyến. Việc trở thành đối tác đối thoại của ASEAN là một trụ cột trong chính sách đối ngoại ba mũi nhọn của Anh nhằm củng cố quan hệ an ninh thương mại trong khu vực. Đây là một phần trong chiến lược ngã về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này khi theo đuổi tầm nhìn nước Anh toàn cầu sau khi rời Liên minh châu Âu. Trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph, Ngoại trưởng Raab cho rằng tư cách đối tác đối thoại của ASEAN sẽ mang lại cho Anh những cơ hội tích cực bởi Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một thị trường tăng trưởng của tương lai. Vào thứ Năm ngày 5 tháng 8, chính phủ Úc thông báo sẽ thành lập một quỹ bồi thường trị giá 380 triệu đô la Úc, tương đương 280 triệu đô la Mỹ cho các thành viên bản địa của họ, những người đã bị buộc phải rời khỏi gia đình vài tháng sau khi 800 người sống sót nộp đơn kiện tập thể. Theo chương trình bồi thường, những người sống sót sẽ nhận được khoản thanh toán một lần trị giá 75.000 đô la Úc, cộng với 7.000 đô la Úc để hỗ trợ việc chữa bệnh. Báo cáo cho biết chương trình này là một phần của khoản thúc đẩy trị giá 1 tỷ đô la Úc nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người Úc với nhau. Hơn 100.000 trẻ em thổ dân đã bị buộc rời khỏi gia đình và cộng đồng của họ vào năm 2008. Thủ tướng Kevin Rudd khi đó đã đưa ra lời xin lỗi mang tính bước ngoặt đối với thế hệ bị đánh cắp này. Vào tháng 4, 800 người sống sót ở lãnh thổ phía Bắc trong khoảng thời gian từ năm 1910 đến năm 1970 đã đệ đơn kiện tập thể chống lại chính phủ liên bang tại Tòa án tối cao New South Wales để đòi bồi thường. Theo sau China Morning Post, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sắp ra mắt thẻ Trump. Ông cho biết tấm thẻ được thiết kế dành riêng cho những người ủng hộ mình nhiệt tình nhất. Cùng ngày, nhóm trợ lý cho biết đã gặp ông tại văn phòng ở bang Florida và cho ông xem 4 mẫu thiết kế. Điểm chung của các mẫu này là đều có kích thước bằng một thẻ ATM, màu đỏ và vàng trên thẻ có chữ ký của ông Trump. Theo nhóm này, ban đầu họ chỉ định thực hiện một bản thiết kế, nhưng ông Trump nhìn thấy những mẫu thiệp trên bàn làm việc của mình. Ông ấy đã nói, những tấm thẻ thật đẹp, chúng ta nên để người dân Mỹ quyết định, họ luôn biết rõ nhất. Việc ra mắt thẻ Trump là hoạt động gây quỹ tranh cử mới nhất của ông. Trong email ngày 26 tháng 7, ban vận động tranh cử của cựu tổng thống thông báo họ đang bán những bức ảnh có chữ ký của ông với giá 45 đô la Mỹ. Mới đây, anh Aziz Esmer, một nghệ sĩ graffiti người Syria, đã vẽ lên tường một ngôi nhà ở tỉnh Idlib, tây bắc nước này, thể hiện sự đồng cảm với Thổ Nhĩ Kỳ sau những trận cháy rừng dữ dội trong thời gian qua. Anh Aziz Esmer vốn được biết đến với việc vẽ các sự kiện toàn cầu trên tường của các tòa nhà bị phá hủy trong tỉnh. Lần này, anh đã chuyển trọng tâm sang vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Esmer vẽ graffiti lên một ngôi nhà ở quận Binnis, nơi anh sống với dòng chữ "Hãy sớm khỏe lại nhé, Thổ Nhĩ Kỳ ơi". Tác phẩm của anh mô tả phản ứng của một lính cứu hỏa đối với đám cháy tại một khu vực gần khu định cư dành cho người tị nạn. Anh bày tỏ mong muốn các đám cháy bị dập tắt càng sớm càng tốt. Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào hôm qua, ngày 5 tháng 8, tại một buổi lễ với sự tham gia của Tổng thống Iraq, Afghanistan và Chủ tịch Quốc hội Nga, Nam Phi và Syria, cũng như đại diện của Liên minh châu Âu, EU. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Raisi nhấn mạnh, trước sự chứng kiến của Kinh Koran linh thiêng và toàn thể quốc dân, tôi thề với Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ bảo vệ tôn giáo của đất nước và nước Cộng hòa Hồi giáo, cũng như hiến pháp của Iran. Theo truyền thông địa phương, trong suốt thời gian buổi lễ được diễn ra thì mọi hoạt động giao thông qua khu vực Quốc hội Iran đều bị hạn chế. Bên cạnh đó, các chuyến bay qua không phận quốc gia này và các khu vực lân cận gồm Apol và Qafin cũng bị tạm dừng trong 2 giờ rưỡi. Ông Qureshi là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 6 vừa qua và đã bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình kéo dài 4 năm sau lễ bổ nhiệm vào ngày 3 tháng 8 do đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei chủ trì. Hiện ông Raisi đang phải đối mặt với nhiều thách thức trước mắt khi nền kinh tế quốc gia này vẫn điêu đứng vì các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi hệ thống y tế còn gánh chịu nhiều hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra, cũng như tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân vẫn đầy chông gai. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã công bố danh sách trừng phạt 20 quan chức liên quan đến đợt bùng phát nguy hiểm tại thành phố Trường Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Danh sách những người bị trừng phạt bao gồm các quan chức cấp quận, nhân viên quản lý bệnh viện và các nhân sự liên quan buổi trình diễn phục vụ khách du lịch tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Trong đó, tính riêng tại quận Vĩnh Định, nơi ghi nhận 15 ca mắc mới, 6 quan chức quận đã bị trừng phạt, bao gồm cách chức trưởng phòng y tế công cộng Hoàng Húc Hùng do không đủ năng lực giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch và thiếu quản lý kịp thời. Ngoài ra, ông Đặng Hoa Bân, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Trương Gia Giới cũng bị cách chức vì quản lý lỏng lẻo dẫn đến đám đông hỗn loạn tại điểm xét nghiệm và nguy cơ lây nhiễm chéo nghiêm trọng trong bệnh viện. Đợt bùng phát bắt nguồn từ một biểu diễn ca nhạc tại thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam đến nay đã lây lan ra ít nhất 8 tỉnh thành và khu vực trên khắp Trung Quốc. Trong thông báo đưa ra mới đây, chính quyền bang đông dân thứ hai tại Úc là Victoria cho biết, bắt đầu từ 20 giờ ngày 5 tháng 8, toàn bộ bang này sẽ bước vào đợt phong tỏa kéo dài 7 ngày. Với quyết định này, toàn bộ khoảng 6,7 triệu dân của bang này sẽ bắt đầu bước vào đợt phong tỏa thứ 6. Quyết định này được đưa ra sau khi bang này phát hiện một số ca COVID-19 mà chưa rõ nguồn gốc. Quyết định phong tỏa toàn bộ bang được đưa ra sau khi bang này phát hiện 7 ca COVID-19. Tuy nhiên, một số ca vẫn chưa xác định được chính xác nguồn lây nhiễm, nhưng được cho là có thể liên quan đến bang New South Wales, nơi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh. Chính quyền bang Victoria dự kiến bang này sẽ có khoảng 10.000 người trở thành F1 và phải cách ly. Mặc dù hiện số ca bệnh chỉ tập trung ở vùng phía tây của thành phố Melbourne, song lệnh phong tỏa được áp dụng với toàn bộ bang này để ngăn chặn dịch có thể lây lan rộng hơn. Như vậy là từ đêm ngày 5 tháng 8, gần 15 triệu dân thuộc bang New South Wales, Victoria và Queensland sẽ sống trong điều kiện phong tỏa. Vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết tại một cuộc họp rằng ông có kế hoạch đầu tư 2,2 nghìn tỷ won, tương đương là 1,92 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thiếu hụt và chậm trễ trong khâu giao hàng. Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông sẽ chỉ định vaccine ngừa COVID-19 là một trong ba công nghệ chiến lược quốc gia cùng với chất bán dẫn và pin để tăng cường đầu tư, giảm thuế và hưởng các ưu đãi khác. 2025까지 chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện bước nhảy vọt để trở thành một trong năm nhà sản xuất vaccine hàng đầu thế giới vào năm 2025. Tham dự cuộc họp bao gồm các chuyên gia y tế và vaccine, nhà đầu tư mạo hiểm và các hãng dược như SK Bioscience, Samsung Biologic, ST Pharm và Eisai. Ông Moon xem việc sản xuất vaccine là ưu tiên quan trọng trong phần còn lại của nhiệm kỳ dự kiến kết thúc vào tháng 3 tới. Ông đang chịu áp lực vì đợt COVID-19 thứ tư và tiến độ tiêm chủng còn chậm. Tính đến ngày 3 tháng 8, Hàn Quốc đã tiêm chủng ít nhất một liều vaccine cho hơn 20 triệu người, tương đương với 39% dân số, và tiêm đủ 2 liều cho hơn 7,2 triệu người, tương đương là 14%. Tại Anh, vừa qua, các nhà khoa học đã tìm thấy một mảnh vỡ bị thất lạc từ lâu của Stonehenge, vùng tròn đá tiền sử có kiến trúc tinh vi nhất trên thế giới, qua đó tiết lộ cấu trúc của các hạt đá có niên đại gần 2 tỷ năm trước. Theo phân tích khoa học toàn diện đầu tiên về những tảng cự thạch hùng vĩ của Stonehenge cho thấy một số đặc điểm khiến chúng trở thành vật liệu xây dựng mẫu mực cho di tích nổi tiếng ở miền Nam nước Anh, trong đó bao gồm khả năng chống chọi với thời tiết. Các nhà nghiên cứu đã mô tả một loạt các thí nghiệm mang đến nhìn thoáng qua bên trong một trong 52 cự thạch sa thạch của Stonehenge, được gọi là Sargent, giúp hiểu sâu hơn về địa chất và hóa học của nó. Họ đã nghiên cứu một mẫu lõi được chiết xuất từ một trong những Sargent, được gọi là Stone 58. Trong quá trình bảo tồn những năm 1950, nó được lưu giữ ở Mỹ trong nhiều thập kỷ trước khi được trả lại cho Anh để nghiên cứu vào năm 2018. Các Sargent được làm bằng đá gọi là Silkri, hình thành dần dần trong vòng vài mét trên bề mặt đất. Do kết quả của quá trình rửa trôi nước ngầm qua lớp trầm tích bị chôn vùi, cuộc kiểm tra đã làm rõ cấu trúc bên trong của Stone 58. Nó cho thấy rằng các silkri bao gồm chủ yếu là các hạt thạch anh có kích thước bằng cát, được kết dính chặt chẽ với nhau bằng một khảm tinh thể thạch anh lọc vào nhau. Thạch anh cực kỳ bền và không dễ bị vỡ vụn hoặc bị bào mòn ngay cả khi tiếp xúc với gió và thời tiết. Nhà địa mạo học David Nash của Đại học Princeton, người đứng đầu đăng trên tạp chí Blowers One, cho biết điều này giải thích khả năng chống chọi thời tiết của đá và lý do tại sao nó trở thành vật liệu lý tưởng để xây dựng các tượng đài.
Một chuyên gia nuôi ong địa phương với biệt danh người ong tên là Alan Latanzi mới đây đã đăng tải một video trên trang truyền thông xã hội của mình ghi lại những hình ảnh 450.000 con ong mật đang sinh sống bên trong các bức tường của một ngôi nhà ở Pennsylvania, Mỹ. Ông Latanzi chia sẻ, chúng đã sống ở đó hơn 3 thập kỷ qua, tôi đã biết tình trạng này khoảng 4 năm trước. Các chủ cũ của ngôi nhà đã cho tôi 3 năm để tìm cách loại bỏ chúng, tuy nhiên họ lại không có khả năng chi trả nên họ đã mặc kệ. Theo lời yêu cầu của chủ sở hữu mới ngôi nhà, hiện ông Latanzi đã di dời đàn ông mật khỏi đó bằng một dụng cụ đặc biệt bằng chân không và chuyển chúng đến trang trại của mình. Ông Latanzi đã mất hết một ngày để có thể xây lại tổ cho chúng. Giới chuyên gia cho biết vai trò lớn nhất của ong mật đối với nông nghiệp không phải tạo ra các sản phẩm từ tổ ong mà là thụ phấn. Lợi ích của việc thụ phấn ước tính mang lại giá trị gấp 10 đến 20 lần so với mật và sáp ong. Hiện thế giới đang có tới hơn 20.000 loài. Thế nhưng, số lượng của chúng đang giảm dần do tình trạng thiếu cây, biến đổi khí hậu và ngộ độc thuốc trừ sâu. Vương thú thủ đô Praha, Cộng hòa Séc hôm thứ Năm ngày 5 tháng 8 đã giới thiệu với công chúng 9 cá thể rùa Pasca Pantagruel, hay còn được gọi là rùa sông phương Bắc, loài rùa quý hiếm hiện đang cực kỳ nguy cấp. Theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, loài này hiện chỉ còn khoảng 100 cá thể trưởng thành sinh sống ở Sandapan của Ấn Độ hay là Bangladesh và được coi là đã tuyệt chủng ở một số khu vực châu Á, những nơi từng là môi trường sống tự nhiên của chúng bao gồm cả Thái Lan. Người trông coi vườn thú Pet Valensky cho biết đây sẽ là nơi duy nhất ngoài châu Á mà công chúng có thể nhìn thấy các loại rùa, đặc biệt là rùa Pasca Pantagruel. Theo ông Valensky, thì nguyên nhân khiến loài rùa sông phương Bắc tuyệt chủng không phải là do tuổi thọ của chúng, mà là vì tập tục nuôi loài rùa này trong ao để cầu may của người châu Á. Sự tồn tại trong tương lai của loài rùa Pasca Pantagruel phụ thuộc vào sự chăm sóc của chúng tôi. Và một lần nữa, nhờ lợi thế tuổi thọ mà chúng có thể sống tới 100 năm nữa, khoảng thời gian đó đủ cho chúng tôi có cơ hội để làm cái gì đó, có thể là cải thiện môi trường sống của chúng, và sau đó trả chúng về tự nhiên, điều mà hiện tại không thể được. 9 cá thể loại rùa sông phương Bắc vừa được giới thiệu trên, hiện dài khoảng 30cm, đều được sinh ra vào năm 2016 tại một vườn thú ở thủ đô Viên của Áo. Chúng là loại rùa nước ngọt và có thể nặng tới 27kg. Một điểm đặc biệt là loại rùa này, chúng có màu xám đặc trưng, tuy nhiên cơ thể con đực sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm với đầu và cổ màu đen trong mùa giao phối. Trái ngược với những cảnh đông đúc khách tham quan hàng ngày, hiện vườn thú Khao Kheo Open của Thái Lan lại vô cùng im ắng kể từ khi chính phủ nước này ban bố các lệnh phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 vào ngày 23 tháng 7. Và những loài thú ở đây vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh đó, đặc biệt là đàn chim cánh cụt. Tôi nhận thấy rằng những con cánh cụt này đã vô cùng bối rối khi chúng bước ra ngoài và không có ai ở đây cả. Vì vậy, chúng đã dừng lại và nhìn xung quanh như là tự hỏi mọi người đã đi đâu rồi. Do đó, để duy trì được thói quen bình thường, anh Tosapol cùng các nhân viên chăm sóc động vật đã phải nỗ lực và bỏ công sức nhiều hơn. Họ cho chúng ăn 25kg cá thu ngắn mỗi ngày, được chia thành 2 lần. Sau đó, chúng có thể bơi trong một hồ nước ngoài trời trước khi quay trở lại nơi có nhiệt độ thấp, phù hợp với nhu cầu sống của chúng. Hiện có tổng cộng 41 chú chim cánh cụt tại vườn thú có độ tuổi từ 1 tháng đến 18 năm. Giám đốc vườn thú Tawin Ratanawongsawat cho biết, mặc dù đóng cửa nhưng công việc và đào tạo tại vườn thú vẫn phải được tiếp tục vì đó là điều cần thiết để duy trì tinh thần và thể chất cho tất cả các loài động vật sinh sống trong môi trường nuôi nhốt. Với tài năng thiên bẩm hiếm có, bé Brigitte Tessie, 4 tuổi, chỉ mất khoảng 6 tháng luyện tập đã có thể chơi được bản nhạc sonat của Beethoven, cung pha trưởng một cách điêu luyện, thậm chí cách những ngón tay nhỏ xíu của Tessie lướt trên những phím đàn còn thành thục hơn cả những người khổ luyện môn nhạc cụ này trong hàng chục năm. Vào mùa hè năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 buộc mọi người ở trong nhà, bố mẹ Percy là cô Nicholson và anh Tausi hiện đang sinh sống tại bang Connecticut, Mỹ, đã phải suy nghĩ xem có thể làm gì để cô con gái bé nhỏ của mình không cảm thấy buồn chán. Họ đã liên hệ với cô Felicia Fang Shang, một giáo viên dạy đàn piano có tên tuổi. Kể từ đó, hành trình chinh phục các phím đàn của cô bé 4 tuổi đã bắt đầu.
Cô Giang chia sẻ, Xi theo học tôi khi chỉ mới 3 tuổi, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nhận thấy cô bé là người nhanh nhạy, ham học hỏi và có sở thích đánh đàn mãnh liệt. Chúng tôi gọi đó là niềm đam mê, chúng được thể hiện rõ hơn qua cách mà Xi quan sát tôi giảng bài và chơi đàn trong suốt các buổi học. Bên cạnh đó, cô Giang còn bật mí, cô bé 4 tuổi này được đánh giá là thần đồng âm nhạc, nay đã trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay, đạt giải thưởng danh giá của cuộc thi âm nhạc Elite của Mỹ. Không những vậy, Bessie còn giành được một suất biểu diễn tại Carnegie Hall, một trong những nhà hát lớn nhất thế giới có tuổi đời hơn 100 năm, vốn chỉ có những tên tuổi đẳng cấp mới được biểu diễn vào cuối năm nay. Tại Nhật Bản vừa qua, 6 con báo Gepakon đã được sinh ra tại công viên động vật Chiba. Hiện nay chúng vẫn chưa được trình diện với khách tham quan tại công viên. Đây là cảnh quay được nhân viên sở thú quay lại và đăng lên mạng cho nhiều người theo dõi. Trong video, đàn báo con được nhìn thấy đang nô đùa xung quanh mẹ của chúng. Vương thú hy vọng có thể cho công chúng nhìn trực tiếp những chú báo Gepakon này vào cuối tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.